Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Chiêu. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo là 0343 86 81 86. Thì số điện thoại em có để ở góc trên màn hình nha mọi người. Trước khi vào video cũng như thường lệ, em kính chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ nha. Địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân Cư Hê, Ca Đắk Lắk. Anh em nào ở gần có thể tới trực tiếp cửa hàng để xe máy ủng hộ dùng chúng em nha. Em cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn tin tưởng cửa hàng nha mọi người. Hôm nay em lên nhanh cho mọi người một video con tay cục nha. Con này là thuộc dòng thương hiệu của thằng Sitting nha mọi người. Con này là Sitting đời mới MS192T, công suất hơn 30cc, phù hợp cho anh em sử dụng gia đình hoặc cắt tỉa cành nhánh, leo lên trên cao sử dụng mấy cái con tay cục này, nó đảm bảo an toàn cho mình nha. Thì có một cái đai móc này mọi người. Mọi người móc vô vô cái đai trên người á, rồi trèo lên cắt tỉa cành nhánh nha, hoặc là sử dụng gia đình. Cái dòng Sitting thì một thương hiệu lớn đó mọi người, một thương hiệu tới từ Đức nha. Thì cái giá thành nó cũng ok nha mọi người. Giá thành của mấy dòng tay cục này thì mọi người cũng biết rồi. Anh em nào chịu chơi thì có thể chơi cái dòng tay cục của thằng Sitting. Con này là MS192, công suất hơn 30cc, đang chạy chân sen 91 nha. Thì sen 91 là sen mini đó mọi người. Thì anh em, lúc em gọi là sen mini, lúc gọi là 91 á, thì sen chân 91 là sen mini nha mọi người. Mặt cắt của con này dưới 30 nha. Đây, mặt cắt dưới 30. Đằng phía trên là chỗ để nhiên liệu xăng pha nhớt, phía dưới là nhớt bôi trơn lam xích nha. Ngoại hình thì mọi người cũng có thể thấy. Đây, em quay kỹ ngoại hình. Con này thì sử dụng một ốc xiết lam nha mọi người. Đồ thì bao nguyên riêng nguyên bản, bao nguyên riêng từng con ốc cho mình nha. Tem đằng trước nè. Đó, công tắc thì nằm trên này nha mọi người. Công tắc thì nằm đây, lên trên là tắt, rồi gạt xuống là mở. Mình bóp ga rồi kéo xuống dưới là hỗ trợ 30% ga nha. E gió thì nằm đây mọi người, kéo qua phải là đóng nha. Còn để như vậy là mở nha mọi người. Tích hợp cho mình núm vú bơm xăng. Thì về mấy cái con núm vú bơm xăng là anh em về anh em nhận máy á, thì test nổ anh em bóp giùm em 3-4-5 cái á, thấy cảm giác vú có xăng rồi á, thì mình đóng e lại rồi giật nổ nha. Muốn nhảy nổ hơn thì có thể cài 30% ga, lúc đó là lúc anh em muốn cho nó lên xăng nhanh á. Còn nó nổ rồi thì chỉ có việc tắt và mở thôi nha. Đó, ngoại hình của con máy. Cái dòng Sitting là một thương hiệu lớn tới từ Đức nha mọi người. Anh em nào muốn sử dụng mấy cái dòng tay cục thì giá thành của mấy con máy bãi này thì nó sẽ rẻ hơn là anh em bỏ tiền ra mua một con máy mới nha. Anh em sử dụng một con máy mới mà của mấy cái dòng tay cục này thì giá nó rất là chát nha mọi người. Giá cực kỳ chát luôn. Nó còn mắc tiền hơn mấy cái con máy công suất lớn này nha. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy luôn ạ. Con này thì tổng trọng lượng của nó có cả luôn lam sên, xăng đồ vô thì nằm khoảng cỡ 4kg, hơn 4kg nha. Phù hợp, cũng khá là nhẹ. Công suất 30cc, được cái dòng Sitting thì chạy rất là ổn định và cực kỳ lì luôn. Dòng Sitting rất là lì nha mọi người. Thì con này cửa hàng em để cho mình mức giá là 3.900.000 nha. 3.900.000 em bao giá công khai đàng hoàng nha mọi người. 3.900.000 bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm cho mình nha. Rồi, ngày hôm nay thì em lên nhanh một con tay cục cho mọi người. Mọi người ưng thì có thể gọi tới số điện thoại của cửa hàng. Bên em thì buôn bán có nhận cọc nha. Cái hình thức buôn bán bên em thì như vậy. Video nào em cũng có nói. Anh em ưng cái máy thì chốt cọc em 200.000. Cho em xin số điện thoại và địa chỉ em gửi máy đi cho mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video ạ. Anh em thấy hay thì cho em xin nút like nha. Một nút đăng ký kênh. Nhớ bật chuông thông báo giùm em. Để em lên mấy cái video lên máy á, anh em lựa chọn được những con máy phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nha. Em cũng cảm ơn anh em nhiều ạ. Hẹn mọi người video tiếp theo. Chào mọi người ạ.